chơi bóng chuyền chuyên nghiệp từ năm 18 tuổi trong màu áo của đội Bưu điện Hà Nội. Nhưng cái tên Bùi Trung Thảo chỉ thực sự được biết đến nhiều hơn khi anh quyết định khoác áo đội bóng quê hương Tràng An Ninh Bình từ năm 2006. Và trong suốt 10 năm qua, dù Tràng An Ninh Bình luôn có những chủ công xuất sắc, nhưng Bùi Trung Thảo vẫn luôn có được vị trí của mình trong đội bóng. Thậm chí trong vài mùa giải gần đây, cầu thủ gốc Ninh Bình này còn là trụ cột không thể thay thế. Mặc dù năm nay đã bước sang tuổi 40, nhưng Bùi Trung Thảo vẫn đang sát cánh cùng các đồng đội thi đấu tại Cúp Hoa Lư. Đầu tiên thì tức là mình phải nói đến là cái chế độ sinh hoạt của cho riêng bản thân mình. Mình phải có cái chế độ tức là tập luyện thì mình phải có cái chế độ tập luyện riêng cho bản thân là một. Và cái thứ hai là cái sinh hoạt hàng ngày thì mình phải bản thân mình là một vận động viên. Mình phải ý thức được là mình sinh hoạt hàng ngày như thế nào để cho nó hợp lý với một vận động viên, chứ mình không thể sinh hoạt bừa bãi được. Ngoài ý thức tự giác rất cao trong sinh hoạt, để có được nền thể lực tốt nhất cho các giải đấu, Bùi Trung Thảo luôn tập luyện chăm chỉ. Không chỉ hoàn thành giáo án của ban huấn luyện đề ra, anh còn dành thời gian tập thêm những bài tập phù hợp với tuổi tác của mình. Giờ mình lên sân, mình tập luyện cũng là những cái khối lượng ngoài những khối lượng của đội đề ra. Và bản thân mình cảm thấy mỗi một cái buổi tập mình phấn đấu được đến một cái khối lượng cho riêng bản thân mình, thì mỗi một buổi mình cố một tí và kết hợp với lại cái sinh hoạt, thì cho nên tôi cũng có được cái sức khỏe thi đấu. Dù không phải là đội trưởng của Tràng An Ninh Bình, nhưng vai trò của Bùi Trung Thảo tại đội bóng là rất lớn. Anh không chỉ là tấm gương cho các cầu thủ trẻ học tập trong thi đấu và tập luyện, mà điều quan trọng, anh vẫn giữ được phẩm chất và phong độ của một vận động viên chuyên nghiệp. Bên cạnh đó là những đóng góp lớn về chuyên môn. Đối với chú là một cái tấm gương để cho như em là tầm tuổi là tuổi cháu và một số em cần phải học hỏi và coi theo chú. Ở độ tuổi chuyến 2 thì như em thì có thể là chơi đến tầm tuổi đấy thì mọi người là nghĩ là vẫn còn chơi được, nhưng mà với một chủ công mà phải gánh trách nhiệm gần như là đến 30-40% và thậm chí là có những trận mà phải gánh đến 50% của đội. Thì như thế chú là thật sự là cố gắng hết sức. Ở tuổi 40, Bùi Trung Thảo không còn giữ được những cú đánh uy lực như thời trẻ trẻ. Những pha bóng xử lý của anh không mạnh nhưng tính hiệu quả vẫn rất cao. Cho đến nay là tuổi 40 nhưng Thảo vẫn là một cái cầu thủ mà trước hết là anh có cái nhiệt huyết với thể thao, là cái người thi đấu có trách nhiệm với đồng đội. Tôi đánh giá cao cái nỗ lực của Bùi Trung Thảo. Và bây giờ Thảo lớn tuổi, nếu muốn làm thêm vận động viên thi đấu bằng dù sức không vào hoàn nữa, nhưng mà tinh thần trách nhiệm, sự năng nổ, sự khôn ngoan trong những quả bóng tấn công điểm rơi và một số quả bóng bỏ nhỏ, và như thế vẫn là một cái đầu tàu cho các đàn em của đội Tràng Ninh Bình. Bóng chuyền Việt Nam cũng không có nhiều những cầu thủ như vậy. Hơn 20 năm thi đấu bóng chuyền đỉnh cao, Bùi Trung Thảo đang đi đến những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp, một sự nghiệp mà cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp nào cũng mong muốn. Nhưng điều quan trọng nhất với anh đó chính là được chơi bóng, được cống hiến và nhận được nhiều sự yêu mến của các đồng đội, đồng nghiệp và nhất là của người hâm mộ bóng chuyền nước nhà.